Chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người với video này. Hiện tại mình đang chơi ở map vũ trụ kho báu. Tất cả quái đánh ra đều sẽ xuất hiện kho báu ở trong cái quái của mình đánh ra. Và tôi đã có cho mình con Yaoli cầm một cái găng đấu tập rồi. Để xem thì 3 round quái đầu này thì tôi sẽ được những trang bị như thế nào. Mọi người nhá. Xuất hiện hai hộp quà và nó là một con Darius và một con Anie. Ok, Darius từ sớm thì chưa không tặc đi. Ok, vậy là sau ra quái này thì mình đang có trang bị, đó chính là triệu quá khổ này. Vâng, chỉ là triệu quá khổ thôi, chẳng lấy gì hết cả. Có ri 4 lên 2 sao luôn rồi. Nhưng mà khó có thể chơi hộ vệ game này. Game này mình không thích chơi hộ vệ một chút nào cả. Ok, chúng ta xem có những món trang bị gì mới nhá. Để xem, ui, một giọt nước mắt ạ. Chỉ một giọt nước mắt thôi mọi người ơi. Nhưng thì búa đó mình đã được 10 vàng lợi tức rồi. Darius 2 sao này. À ok, có hai Darius mọi người ạ. Mình sẽ đợi con này gần mana là mình sẽ nắp vào nhá, để nó dài skill luôn mọi người ạ. Ok, có vẻ dù lắp vô cũng chẳng giải quyết vấn đề gì nên thôi mọi người ạ. Lắp vô cũng chẳng giải quyết vấn đề gì nên khỏi lắp. Ui, Caitlyn nó bắn kìa. Một quả chết luôn ạ.
Ui, ông này thì có hai con xạ thủ mọi người ạ. Hai con xạ thủ ở hai bên. Liệu tôi có thể giành chiến thắng không đây? Bùm. Ui. Toàn em ạ, thua liên tiếp anh em ơi, chỗ thua khá nhiều. Tôi có Ezreal này rồi thì khả năng tôi sẽ lắp cho nó cái Sojin mọi người ạ. Lắp cho Ezreal cái Sojin đi. Mình nghĩ nếu mà lắp Sojin nó sẽ ổn hơn nhiều. Ok. Đá đất bổ của này là đẹp lắm anh em ạ. Ui hên quá nhờ. Bổ của chí mạng, rất lực ạ. Ui, ông này để xem nào. Ezreal của mình thì bây giờ anh em biết rồi, Ezreal bây giờ được tăng sức mạnh ấy. Cái mana skill của nó được giảm xuống từ 125 còn nó 80 thôi, vậy nên là ông Ezreal sẽ skill nhiều hơn ở trong một game.
to protect your soul. To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too.
Ok, anh em thấy không? Sức mạnh của Neryu cũng khá là khỏe anh em. Ôi, thìa này. Oh, nó không phải thìa, nó là một cái Neko mọi người ạ. Mình tưởng nó là thìa chứ không phải. Bây giờ thì việc của tìm kiếm của mình đó chính là tìm kiếm bọn pháp sư mọi người nhá. Tìm kiếm nhiều pháp sư nhất có thể để có thể kích hoạt 6 pháp sư cộng với Neryu mọi người ạ. Tăng sức mạnh cho Neryu của tôi hơn. Ok, sắp xếp đội hình một chút nào. Bây giờ chúng ta có 4 rồi không? 2 tiên phong và 2 không tặc rồi. Trang bị ở ngoài rất là nhiều nhưng mà tôi vẫn chưa chốt đồ mọi người ạ. Bởi vì mấy cái map kho báu này thì đồ rất là nhiều. Vậy nên là chúng ta sẽ chốt đồ khi mà ở round cuối cùng 4.7 mọi người nhá. Ui, ông này có Vayne nhưng mà Vayne khá yếu ạ. Cho ăn hành sắp ăn lờ luôn. Ok, chúng ta có gì đây? Chưa thấy gì cả mọi người ạ. Chưa thấy gì cả. Fix. Thực sự là nó mới kẹp với cả đội hình liên quan đến phi công thì cũng phải không ổn nhờ. Nhiều đồ quá, bây giờ mình nhìn nhiều đồ nhiều quá mình kiểu hơi loạn mình ạ. Hơi loạn đồ rồi. Hơi ngáo đồ luôn. Ok, cho ông ấy, cho ông Wukong đồ giáp máu đi. Ok, lấy luôn ạ. Lên luôn đây mọi người. Ezreal bắn ạ. Do SR của mình chưa lên 3 sao mọi người ạ, chưa lên 3 sao nên hơi yếu. Với cả chưa kích hoạt được 6 pháp sư ấy. Nếu mà kích hoạt được 6 pháp sư với cả là lên 3 sao thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Mạnh hơn bây giờ rất là nhiều luôn. Ui, ôi khổ ơi anh em ơi, what the heck ạ. 3 con SU một lúc luôn ạ. Ui, ngon quá anh nhờ. Ngu công 2 sao này. Xin ra này lấy luôn mọi người ơi. Có thể bây giờ tôi bây giờ thì đội hình khá là ổn rồi đấy. Pháp sư rồi này. 3 này, 4 này. 4 phù thủy rồi. Ok. Tôi sẽ thay đổi dần mọi người nhá. Thay đổi dần lúc giờ luôn. Bùm. Chưa lên 3 sao nữa. Tím lên 3 sao với đủ đội hình thì mọi người sẽ thấy sức mạnh của nó nhá. Hiện giờ thì vẫn chưa đâu. Hiện giờ thì vẫn chưa có gì đặc biệt cả. Ok, tôi sẽ lấy cho mình một cái BF mọi người ạ. Ok, chúng ta có gì rồi? Chúng ta sẽ có, đó chính là Ezreal đồ thế giới mọi người nhá. Tại các bạn có thể biết tại sao là mình có thể ghép cái cho cái vô cực kiếm vào kết hợp với cái găng tay bảo thạch không ạ? Bởi vì nó sẽ tăng sát thương chí mạng cho skill của Ezreal hơn. Ok, bây giờ tôi sẽ tìm kiếm Ezreal mọi người nhá. Bây giờ tôi sẽ run để kiếm Ezreal luôn. Khó quá nhờ. Khó quá mọi người ơi, chưa thấy con Ezreal nào cả. Ôi, một con này, một con nữa thôi, một con nữa đi. Xin một con nữa thôi mọi người ơi, game ơi. Chưa thấy gì luôn ạ. À ok, có một con nữa rồi.
Vậy thì bây giờ tôi sẽ khỏi tìm kiếm đi, khỏi phải đỡ mất công ron cái này. Tôi sẽ dùng Nico luôn mọi người ạ, dùng Nico luôn cho đỡ tốn thời gian nhé. Mất công tìm kiếm chờ đợi hơi mệt mọi người ạ. Làm luôn cho nóng. Ok, chúng ta đã có Ezreal 3 sao. Cầm cho mình đồ full chí mạng. Chỉ tiếc cái điều là chưa đủ 6 phù thủy thôi. Khi mà đủ 6 phù thủy thì anh em có thể thấy sức mạnh tối đa của con Ezreal này. Hiện tại thì vẫn chưa. Ủa anh em, ok bây giờ anh em thì nhìn thấy nhá, cái pha này này. Cái pha này này, cái pha này thì anh em sẽ thấy sức mạnh của Ezreal nhá. Nhìn này, Ezreal nó sẽ bắn một quả. Bùm, ui anh em thấy chưa? Ừ, sức mạnh của nó kìa. Sức mạnh của nó chưa? Super khỏe luôn, khỏe lắm. Đấy là chúng ta chưa đủ 6 phù thủy nhá, có 6 phù thủy thì sẽ mạnh hơn nhiều. Nhưng như thế là anh em đủ thấy được sức mạnh của Ezreal rồi. Khi anh em có những món đồ như thế thì anh em nên làm một con Ezreal như này nhá, để anh em thấy sức mạnh tối đa của Ezreal. Ok. Ok. Bùm. Uầy, cái gì cơ, thìa? Chẳng lẽ là ra thìa đúng không anh em? Uầy, cái thìa thật kìa, tiếc nhờ. Nếu như mà tôi không có slot kia, tôi ghép cho ông Ezreal này với Binh Tú rồi. Để xem sức mạnh của ông Ezreal thế nào. Nhưng mà hơi tiếc mọi người ạ, hơi tiếc là cái thìa nó đang muộn quá. Bây giờ thì Ezreal lên 3 sao rồi thì không thể nào mà có thể làm khác được. Không thể nào có thể xoay chuyển tình thế được. Vậy nên thôi chấp nhận thôi. Cho Ezreal này và cho ngu công mọi người ạ, để kiếm một chút tăng cơ đi. 5 màu thủy rồi. Bây giờ up chat thì kiếm 6 thủy mọi người nhá, cho mọi người thấy là sức mạnh của nó luôn, sức mạnh của Ezreal này luôn. Ok, chúng ta đã có đội hình, đó chính là Ezreal 3 sao, đồ chí mạng cộng 6 phù thủy. Ok, lắp cho nó cái sâu zin luôn này, gậy lốc luôn. Đấy, anh em đều thấy sức mạnh nhá, anh em thấy sức mạnh nhá. Tôi chỉ làm... Ui! Ui, sức mạnh của nó chưa? Quá mạnh mọi người ơi. Bùm. Ui. Kamezoko mọi người ạ. Đây chính là con Ezreal này, nhìn nó kiểu trưởng giống kiểu Kamezoko cực kỳ luôn. Cực kỳ luôn mọi người. Ui, round 5.2 mà vẫn còn đông người quá nhở. Tôi còn 77 máu thôi. Bây giờ thì đang trong cái trận gọi là 9 trận thua thắng rồi. Để xem ông nào thì hàng của tôi để trong xin là lên trên kia cho ông ấy chịu một chút sát thương nhé. Bởi vì nhân vật chính của chúng ta chính là con Ezreal thôi. Ui, căng căng, ông này nhìn căng ấy nhỉ. Ông này, ui, Ezreal. Ui, chết rồi, cũng chưa được rồi anh em ạ, chưa được, chưa kịp rồi luôn kìa. Ôi, ông R quả ngu quá nhờ. R quả hơi ngu mọi người ạ. Nếu mà R quả đấy vào trung tâm kia thì nó vẫn ổn hơn. Nhưng sao vẫn chiến thắng ạ, vẫn là một trận chiến thắng. Victor này. Ok, Victor mọi người ơi. Có thể tôi sẽ dùng vàng để có thể... Bây giờ thì nếu mà thêm hai cái binh tú nữa thì ổn ha. Thì chúng ta sẽ có 6 binh tú cộng 6 phù thủy luôn. Hơi tiếc.
Ok, ui ông Vayne anh em ơi, Vayne đồ gắt quá nhở. Ui để xem nha, Vayne. Vayne này, hai cuồng đao cộng một cái dịch khổng lồ. Ui ơi, Ezreal tôi bắn cái được gần đi ngủ lắm rồi. Chỉ cần một phát thôi cũng gần đi ngủ rồi mọi người ạ. Ok, chúng ta có một cái vị tinh tú nhân tạo tiếp theo kia ở trước mặt, đó chính là con rồng kia lần soi. Liệu có đồng chí nào lấy đồng lấy mà đấy nhỉ? Ôi ông đồng chí kia lấy mất của tôi rồi, đồng chí đấy lấy mất của mình rồi mà các bạn ạ. Thì bây giờ thì không có sự lựa chọn nào khác thôi, tôi sẽ lấy cho mình cái hút máu phép, một cái kiếm súng hách tách. Anh em thì bây giờ thấy thứ sức mạnh của nó chưa? Quá mạnh đúng không? Ok. Boom. Ui. Đây là sức mạnh ạ. Ezreal. Làm quả nữa đi bạn ơi. Ai chà. Ai chà. Có vẻ nhìn giờ hit lực đấy nhở, giờ hit có vẻ lực lưỡng đấy, nhưng mà rất tiếc bạn ơi, SD của tôi nói là không. Hôm nay thì có tận hai cái lốc mọi người ạ, mình phải mem nhá. Ông này đang tính lốc mình đấy, hoặc đang tính lốc con SD của mình này. Mình phải cẩn thận nha. Mình ôi anh thấy không? Lốc gú công với cả lốc Ezreal này. Thì bây giờ mình phải đảo, gọi là đảo đội hình như rang lạc mọi người ơi, chứ không thì ăn chết ngay ạ. Ok. Lốc tôi à. Ui vẫn bị kéo Ezreal mọi người. Ezreal của tôi vẫn bị kéo ạ. Cay nhờ, ông này chơi tôi rồi. Ông này làm thế này là chơi tôi rồi mọi người ơi, được lắm. Tôi sẽ ghi nhớ ông này. Ghi nhớ ông này. Ôi em đấm một cái em trừ khá nhiều máu luôn ạ. Ok 47 vàng rồi. Bây giờ thì thực sự nếu ui trang bị kìa. Ui trang bị xuất hiện rất là nhiều trang bị ạ. Búa xanh, dao điện và một cái kiếm súng hách tách. Thì bây giờ trang bị như này thì mình sẽ cho ông Victor một cái bột xanh chẳng hạn, cũng khá ổn. Bây giờ mình thì đang tính nó gọi là up level 9 là cho thêm Janna vào. Ok. Combo tràn trề năng lượng dành cho những vị tướng này. Ok, ông đấu trường vô lý mình gặp rồi. Bây giờ thì khả năng mình gặp ông này, ông Vayne này. Ông Vayne thì mình sẽ me để mình lock người lên. Ui. Ông này trang bị Ire quá chuẩn mọi người ơi. Trang bị Ire quá chuẩn kìa. Vũ cực kiếm, cung xanh và một cái giáp vệ sinh. Gặp ông này luôn mọi người ạ. Để xem thì sức mạnh của mình thì sẽ như thế nào đây. Ok, lock được Vayne rồi. Bùm, ui, anh em thấy sức mạnh không ạ? Trời ơi, quá khỏe luôn ạ. Ui, trời ơi. Team địch chưa kịp làm gì đã bốc hơi rồi. Đó, đỉnh siêu công nghệ ấy. Siêu công nghệ máu nhiều như vậy ấy. Còn bị như vậy. Còn nếu như mà không có siêu công nghệ thì còn bốc hơi nhanh nữa. Ui, ông đấu trường vô lý cũng khỏe phết đây. Ok, trận chiến rồi chỉ còn 3 người thôi. Còn 3 chàng lính ngự lâm thôi mọi người ơi. Ok, lúc chết đi. Lúc level 9 đi. Cho Thread vào thì chúng ta có thêm hệ thời không. Chúng ta có 4 thời không luôn nhá. Chuẩn chưa? Như này gọi là chuẩn chưa mọi người ơi? 4 thời không, 6 phù thủy.
cũng gọi là rất gì mà này nọ rồi. Ok, để xem nào. Ông The Hin hả? Lúc nãy thì tôi thắng ông rồi, để xem. Ôi, ông ấy lốc con vũ công của tôi mọi người ạ, để xem nào. Pha lốc vũ công này có đi vào lịch sử không? Ôi, căng căng căng. Ôi. Vẫn không đi vào lịch sử được mọi người ạ. Ôi, FD của tôi khỏe quá. Sát thương của nó là sát thương diện rộng ấy. Vậy nên là nó kiểu là cho ta sốc đăng cái bùm một cái, hy sinh tất cả luôn. Bùm một cái, hy sinh tất cả luôn. Chưa kịp ngáp đã hy sinh rồi. Ui, nhìn nó Ezreal, nhìn thế nếu mà Ezreal này nó 3 sao nhìn rất là đẹp nhá. Nhìn nó vàng vàng mà mạ nhìn rất là thích. Cực kỳ thích mắt luôn. Để xem ông này nào. Ok, check vị trí, đổi vị trí nhá, đảo vị trí nhá, răng lạc luôn. Để xem ông lốc được nào. À, tính lốc à, ông này tính lốc con đấy của tôi đây. Ok. Bùm, ui, lốc kiểu gì ông ơi. Đi luôn, tính tiền cho mày luôn chứ hỏi nữa. Ui. Ui, Ezreal thật sự là con quái vật mọi người ạ. Ezreal quái vật luôn rồi. Ok, là đi chợ này. Ui, chúng ta có Janna mọi người ơi, chúng ta đã có Janna rồi. Nếu mà nhặt được Janna thì chắc mình lấy luôn đi. Ui, mất Janna rồi, ông này chơi kỳ cục ấy nhờ. Mất Janna rồi. Để xem mình có thể lấy món gì đây. Ok, lấy găng bọc thạch đi, cũng được. Cho đại con nào đó thôi, bởi vì nhân vật chính của chúng ta là chính Ezreal mà, chứ đâu phải là con khác đâu. Ok. Chuẩn mọi người ơi, chuẩn chỉnh rồi, chuẩn không cần chỉnh rồi. Ok, mua những biểu tướng này để cho ông Thread nó kéo vào mọi người nhá. Ok. Ui, ông này lốc set Ezreal của mình lên mọi người ạ. Ông này đã mẹ lốc Ezreal của mình luôn. Ok. Không để ý rồi. Ui, ăn cái quả choáng vào mặt thế này. Ui, trời ơi anh em ơi. Con Temo kìa. Ok, mình thua rồi. Thua rồi mọi người ạ. Ông này thì ok, hiện tại thì ông đấu trường vô lý hay là ông này thắng đây. Ok, trận chiến thắng thành trong đấu trường vô lý mọi người ạ. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến những màn căng não, hắc não nhau để hắc lốc tướng của nhau nhá. Để xem nào. Để xem liệu chúng ta sẽ ai sẽ người bị lốc đây. Ok. Sắp xếp này một chút đi. Tí nữa mình sẽ giải tán đám đông một chút. Mình sẽ tách con Ezreal ra một góc kia và để cho nó rờ mọi người nhá. Ok này, chúng ta cùng thi tài hắc não nhau nào. Ok, lốc đi ông ơi. Lốc đi nào. Ok, Ezreal. Ezreal. Ezreal number one. Ui. Ok, nhìn cái pha đấy là bị... Ui kìa, anh em thấy không ạ? Ok, vậy là game kết thúc tại đây rồi. GG nhá, chào tạm biệt mọi người. Anh em cảm thấy vui, thú vị, đừng quên để mình cho một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Chào mọi người.